mô bin con máy này kêu cũng rất là êm nha mọi người. Test mô bin cho mọi người xem này, sẽ ra test mô bin nha. Đó đây, cái nữa là 3 ký. Ok, 3 ký. Đây, 3 ký. Cả dây và máy mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với shop đồ câu Lê Rạn. Thì hôm nay Rạn giới thiệu đến mọi người một combo cực kỳ rẻ cho anh em mới tập câu hoặc là cho những em nhỏ câu trong dịp hè này nha mọi người. Thì bộ này đang có chương trình khuyến mãi nè, lúc trước nó khoảng chừng 200-201 gì đó, hôm nay để giá cho người chỉ 150.000 một bộ này thôi. Là có cần nè, máy nè, máy thì có dây sẵn luôn cho mọi người câu. Đây mọi người đang để ý thì cây cần đang cột vô một cái cục chì khoảng 300 g, 300 g kéo nè, tải rất là khỏe nha. Một cục là đây, một cục chì là 150 g nè, hai cục. Nghĩa là cần này chúng ta tải mồi, tải chì á lên khoảng 300-400 g thì rất là khỏe. Đó, đọt nó không có cong cho máy, cần khỏe luôn cho mọi người bắt cá bự vẫn được. Lát mình sẽ test tỉnh lên cho mọi người xem cái độ khỏe của cần và cái dây. Dây có sẵn trong máy nè. Máy chúng ta là máy 2000 thôi, cần thì cần là 1m 65 nha mọi người. Cần dạng cần 2 khúc. Đây cần 2 khúc thì ở đây mọi người chỉ lắp vào. Đó, cũng rất là gọn nha mọi người. Cho mọi người đi câu những cái chỗ mà hẹp mà bắt cá to vẫn được nè. Theo cái bộ này mà cá chừng 7-8 kg, 10 kg mọi người dòng bắt vẫn được bình thường nha. Nó tải rất là cao nè. Đó, thì bộ này là giá 150.000, chưa bao gồm cái phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển đi toàn quốc cho mọi người luôn, khoảng 40.000 nữa. Còn mọi người mua được hai bộ á, có hai người mua chung hai bộ thì sẽ được miễn phí vận chuyển luôn, cực kỳ rẻ. Đó, cần của chúng ta thì cán phía dưới cán mút có một khúc cao su luôn cho mọi người chống xuống đất nè, không có hư cái cao su cần của chúng ta nè. Cần thì nó có 2-3 màu gì đó, chỗ này thì cái tem nó màu màu xanh hoặc màu đỏ nha mọi người. Đó, tên cần thì màu xanh hoặc màu vàng, nói chung là nó cũng nhiều màu. Màu thì nếu mọi người chọn thì anh xem còn màu không thì anh sẽ gửi đúng cái màu, còn nếu không thì anh sẽ gửi cái màu mặc định nha, shop còn màu nào anh sẽ gửi màu màu đó. Ở đây thông số của cần nó ghi tải là 250 g, nhưng hiện tại là chì 300 g nè, đang tải vẫn khỏe nha. Đó, cả dây ở trong máy cũng khỏe nha mọi người. Lát sẽ test thử khoảng 2-3 kg nhất tỉnh lên cho mọi người xem cái dây, dây và cái độ cong, độ tải của cần luôn nha. Đó, rất là khỏe. Rồi ok, bây giờ sẽ test thử cho mọi người xem cái độ tải của cần này luôn nha. Rồi ok nha mọi người, thì bộ cần của chúng ta đây, cột sẵn cái túi ni lông nha. Thì bây giờ cám của chúng ta một bịch là 1 ký nha. Bây giờ sẽ test trước 1 ký cho mọi người xem. 1 ký lên nổi không nha mọi người. Nghĩa là rất khỏe cho cần này luôn. Đây 1 ký này. Ok, 1 ký lên rất là ngọt. Tiếp tục thêm 1 bịch nha mọi người. Rồi 2 ký nha. Đây. Okay, cho cái màn hình nó thấp xuống một chút nha mọi người, cho mọi người dễ nhìn nè. Đây. Đây 2 ký. Ok, thêm 1 ký nữa nha mọi người. Ký nữa là
là 3 ký. Ok, 3 ký. Đây, 3 ký. Cả dây và máy nha mọi người. Ok cả nhà, thì bây giờ kéo thử cái combo của chúng ta nè, cái bộ cần chúng ta giá chỉ 150.000 thôi mà nhất tỉnh lên khoảng 3 ký, rất là khỏe luôn. Dây nha, dây chịu tải tỉnh 3 ký luôn nè, tải khỏe luôn cho mọi người bắt cá. Nếu mà tải tỉnh 3 ký thì cá khoảng chừng 5-10 ký thì mọi người dòng bắt được hết nha. Đó, tuy nhỏ nhưng rẻ nhưng mà có chất lượng nha mọi người. Cho mọi người mới tập chơi, thường anh em mới tập chơi á, thì chưa biết cách câu hoặc là quăng mồi này kia đó, nếu mà xài cần carbon á thì nó sẽ dễ gãy, nhưng mà chúng ta xài những dạng cần thế này bao không bao giờ gãy luôn, rất là khỏe cho anh em mới tập chơi. Chúng ta chơi rành rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua cần xịn hơn, tốt hơn, chung là cần xịn hơn tốt hơn thì nó đẹp hơn thôi. Nhưng mà bắt cá thì cá chừng 5-10 ký hoặc là hơn, cần nào bắt cũng vậy thôi nha mọi người. Đó rồi, ok, bộ này chỉ 150.000, còn nếu mọi người mua được 2 bộ miễn phí vận chuyển, gửi hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Tất cả sản phẩm bên Gạn đều cho vào ống nước, ống nhựa đó. Khi mà hàng đến thì mọi người khui hàng ra, kiểm tra hàng đúng như trên clip, đúng như quảng cáo thì hãy trả tiền cho người giao hàng nha. Mọi người nhớ tất cả shop bạn gửi hàng đi đều cho xem hàng, còn người giao hàng mà nói không cho, mọi người alo lại shop đó, thì shop sẽ phản ánh lại bên giao hàng. Vì tất cả những mặt hàng bên shop gửi đều cho xem hàng hết nha. Đó, nên mọi người yên tâm, mọi người kiểm tra hàng đó, cần này, máy như trong clip này, cần thì có thể có màu khác nha mọi người chú ý. Còn mọi yêu cầu màu gì thì sẽ gửi, còn nếu không thì gửi ngẫu nhiên nha. Chứ mọi người nói trên clip quay màu này mà gửi màu khác, nhiều khi không nhận thì cũng thiệt hại cho shop, buồn cho shop. Vì bộ cần này bán giá là rất là rẻ luôn rồi, không có lời bao nhiêu hết trong bộ cần này. Nói chung là bán cho anh em đam mê, cho anh em mới tập câu á. Đó, giá rẻ để dễ chơi và chơi được. Nên mọi người yên tâm, shop sẽ gửi đúng sản phẩm và đúng hàng cho xem hàng và trả tiền cho người giao hàng. Rồi ok, mọi người đặt hàng thì cứ alo shop Rạng qua 2 số điện thoại ở trên màn hình. Bên shop sẽ gửi hàng đến tận nơi, tận nhà cho mọi người luôn, xem hàng và kiểm tra. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau ạ.